Hello và xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Minh Trung, chúc quý vị ngày mới vui vẻ. Và chào mừng quý vị đã với tựa game mang tên là New Life phiên bản 19. Thì nếu biết về trò này, giống trò này chơi giống như Beat Life. Hôm nay chúng ta sẽ chơi mô phỏng cuộc sống của một chị MC ở trong chương trình này của BB, đó chính là chị Hà Doan. Ok, nhớ để xin em bé. Tạo nhân vật ngẫu nhiên. Không được, không được, không được. Đó như vậy. Quy trình. Họ Hà. Hà Thị. Viết không. Viết không giống được mà giống như cho Beat Life. Hà Thị Doan. Nữ đi. Quê quán. Quê quán mình không biết nhá. Hà Nội. Tôi đây là thì ra sinh ra ở Hà Nội. Ở Việt Nam sinh. Không không, bố tôi là Hà. Hà thì không. Không. 27. Phải đưa về. Tôi là đưa về. Ê, có mọi thứ. Được cho nhé. Tuổi. Sinh nhật bố. Đó nên. Để chơi phim. Bế làm ban. Phát cáu. Hạnh phúc hôm 2 rồi. Bố mẹ đi cà phê. Em và vợ này như lại bỏ hai. Bạn ở nhà bạn có cảm thấy như thế nào? Không có gì nữa bạn. Cũng không nói gì nữa vậy. Bạn thích được mẹ đọc truyện cho trước khi đi ngủ. Hôm nào mẹ không đọc là auto. Bạn quấy tới khuya. Ok. Học hành. Bạn đã vào tiểu học. Tôi vào tiểu học rồi. Vừa gặp bác hàng xóm đi từ đầu ngõ và quay về. Ê chết vậy. Vô nhà mày. Mất từ lúc sáng. Sư vui. Âm 1. Chị đi. Bố bạn có thể xuất thăng chức. Nhưng thăng chức đồng nghĩa với bố phải đi công tác lên miền. Mẹ tôi phản đối. Bố mẹ cãi nhau. Bạn sẽ khuyên hai người điều gì? Tuyệt. Một lần bị ổn. Một bạn khi tỉnh dậy giữa đêm thì thấy bố mẹ đang ngồi tính tiền. Hóa ra nhiều người đến thăm bạn mỗi người một ít. Bố mẹ thu được tổng cộng 5.350.000 đồng. Bố cho bạn 50k, 500k ăn quà vặt. Bạn thích một đứa ở trong lớp nên mỗi khi nộp bài kiểm tra bạn đều nộp bài là hàng lên bài. Nên bài đứa đó rồi sung sướng cảm giác được như được ôm crush của mình. Tuổi thích. Bạn vào cấp 2 này. Thì bố mẹ chở bạn đi dạo bố bằng xe máy thì bị công an thổi phạt tội chờ ba. Bạn giả vờ lên cơn động kinh như thật. Chú công an
phát dẹp đường để bố mẹ đưa bạn vào bệnh viện. May quá bố phát hiện ra. Nan sĩ xuất thì đoàn phim đạo diễn Phúc. Khi bố muốn đưa bạn đi casting, bạn có muốn đi không? Có. Bạn không đủ xinh đẹp. Yêu cầu 50 điểm. Bố tát một phát hơi trượt nhưng vẫn đau. Không có gì nổi bật. Tuổi 13 14 tuổi cũng không có gì nổi bật. Ở cấp 3 rồi này quý vị ơi. Tin tức gia xăng an toàn có số 10k thấp nhất trong hơn hơn thập kỷ các cây xăng. Ô mình vẫn chưa đọc hết mà. Thì bạn vô tình nhìn thấy đứa bạn thân của mình đang bị một đám học sinh khác đánh, bạn sẽ lao ao vào giải cứu. Cả hai bị đánh tê tua sau khi xong vì trông thấy bạn có khí nên mà bạn ra nhận nhỏ, bạn sẽ từ chối, chúng bỏ đi người bạn được bạn cứu trả công bằng một chầu ăn uống no nê. Kỳ thi đại học bạn vẫn đăng ký vào trường à? Chọn một. Mình nghĩ chỉ ra là học viện báo chí đấy. Kỳ thi bắt đầu, hãy chọn. Ai là nhà báo Việt Nam đầu tiên? Được Trần Phú đi. Bạn đã thi chưa? Ngồi. Anh xe mày đâu nữa. Nhưng mà đi nè, mê hê xe cộ anh ấy. Anh sửa xe máy đầu ngõ và có điều kiện nên đi làm. À vì đam mê xe cộ, anh ấy thường mời bạn uống trà sữa mỗi lần đi nghe. Và nhà anh ấy, anh ấy muốn hẹn hò với bạn. Bạn sẽ từ chối. Bạn sẽ sau vườn dạy của doanh trại có một ngôi mộ. Một tấm bia lớn đè nơi an nghỉ của Milu chủ tịch. Họ dũng cảm của binh đoàn đã cắn một một trung tướng, năm đại tá, 10 sĩ quân, 125 quân nhân và một trái lựa bạn. Bạn sẽ làm gì? Cuộn xuống này thêm lựa chọn. Không biết lên làm gì luôn. Thề cuốn. Cuộn số này trên lựa chọn là nha. Thế thôi mình nghĩ là mình không biết lên làm gì thì mình sẽ dừng video tại đây nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.